Hello cả nhà, vừa mới like xong mọi người, bây giờ xuống vừa mới like xong bây giờ xuống like trộn kem cho mấy chị nha. Hôm nay em có cái thố mới phe với mấy chị nè. Hôm nay em có cái thố bự hơn cả nhà, thố này trộn được 1 ký mấy á mọi người. Thố này trộn được 1 ký mấy, trộn thố nhỏ tay ít đau quá trời luôn rồi. Bây giờ em sẽ trộn 1 ký mấy nha mọi người nha. Đó, để em cân cho thố này coi được bao nhiêu. Thố này chắc nhẹ quá, thố này chắc 100 gram đó mọi người. Coi như là đúng 100 gram luôn, trời hay thiệt. Mỏng mà. Thố này có 100 gram mà cả nhà ơi. Đó, nếu mình trộn xong mình cân thử là mình sẽ biết chính xác được cái số ký luôn mọi người ha. Thì em trộn hôm nay em trộn cho sỉ nha mọi người. Sỉ lấy hũ cốt về bán hũ 130 gram này nha mọi người nha. Tính ra lấy hũ này lời lắm luôn á cả nhà. Tính ra hũ này lời lắm đó chị. Rồi ok, để em sẽ vào clip trộn xào, sẽ soạn nguyên liệu và sẽ dứt ra và sẽ trộn. Nhưng mà trước khi mà em dứt kem cho mấy chị xem thì em sẽ trộn trộn trước, tại vì nãy giờ heo nó đang dứt một mớ rồi mọi người. Heo đang dứt một mớ rồi, chút xíu em sẽ quay dứt kem cho mấy chị xem nha. Trước tiên để em trộn chút xíu đi mọi người. Rồi cả nhà ơi, để em quay cho mấy chị xem nguyên liệu rồi em sẽ trộn nha. Bữa nay em sẽ trộn cái thố này 1 ký nha mọi người. Bữa nay em trộn thố này 1 ký đó nha. Trộn thố này 1 ký mấy chị ơi. Dít chỗ này nè, để cho nó dính vào cái tay cầm. Nói người ta cũng quẹt vô đó. Quẹt vô cái này nè, dẫn vô cái tay cầm. Không quẹt vô này, quẹt đâu mày. Ý tao dặn mày đừng có quẹt vô cái tay cầm, mày hiểu không? Mày hiểu ý tao không? Cái tay cầm chỗ này nè, để mình có cầm rồi đó, cho nó đừng dính kem. Cái thố này để dành hết đúng không? Cái thố này hả, để đổ câu câu á, một thố này là tết đãi khách được rồi đó. Để nửa cô người với cháu. Hai thố đậy nắp lại. Ê rồi xong, xin xin bồ lạc. Bữa nay trộn kem ban ngày mấy chị ơi. Bữa nay trộn kem ban ngày. Ủa nãy giờ 4 hộp con thở rồi đó hả? Cái này là lan anh nóng nè mọi người. Kích lan anh chứ lộn. Ủa này không hợp với nó. Giúp cái này. Này sổ 15 gram. Đi ăn cơm rồi. Này là bóp. Bóp này là bóp 20 gram nha mấy chị nha. Bây giờ pha kem màu trắng mấy bà cũng không chịu. Bây giờ pha kem màu vàng nha mọi người. Khổ dễ sợ. Kem màu vàng thì lựa mấy cái kem, cái nền kem của nó màu vàng giống như emon nè. Đó, emon nó màu vàng nè mọi người. Kem màu trắng thì mấy cái kem màu trắng. Kem màu vàng thì lựa mấy cái nền kem màu vàng. Giờ pha kem mà bánh bả cũng đổi màu, nó trắng vàng nó mấy bà ơi. Vàng trắng thì cũng được hết trơn á mấy chị. Khổ dễ sợ, khổ dễ sợ. Thường màu trắng chắc kem nó sẽ đẹp hơn. Emon bữa nay nó chảy dữ vậy ta. Sơn đỏ, vàng đen.
Rồi dán ra ngoài luôn. Xanh đỏ vàng đen là cái gì? Này là cô tiên vàng, cô tiên đỏ. Mày đưa cái đó xúc vô cho tao dục cái heo mày đẩy vào đó nữa rồi. Này là kem đờ nao nha mấy chị, giúp nhanh gọn lẹ luôn. Để lựa mấy cái nền kem màu vàng trộn cho mấy bả đi, mấy bả đòi kem màu vàng. Nè bóp nè. Rồi bóp nó lên dầu nè mấy chị. Xuất sắc mấy bà ơi, coi nè. Nó đã nhầm lô á, kem nó nhầm lô á chị. Nhầm lô này, nhầm lô kia, như lô này á là cái bóp này xài ok nè, cái bóp này nó lên dầu quá trời. Còn cái hàng xù nó, cái lô này nó bị chảy kem á, chảy ra cái miệng kem á. Đó, kem màu vàng thì mấy chị nào phái mà trộn ra cái chất kem màu vàng á thì mấy chị lựa mấy cái nền kem nè. Bóp nè. À, vết hồng nè, có vết đỏ nè là cái nền kem màu vàng emon nè mấy chị, là nó sẽ có cái xăm vàng xăm đỏ, xăm vàng xăm lụ là nó sẽ có cái nền kem màu vàng cho mình. Còn chị nào phái nền kem màu trắng thì mình lấy quan nè, rồi đồ nail nè, on nè, thì những cái nền kem đó nó sẽ ra màu trắng gáy nhược nè. Đó, còn em thì em trộn trắng vàng gì em cũng trộn hết, cái nào xài ok thì em sẽ trộn. Thì khi mà cái nền kem ra thì nó sẽ ngà ngà, nó trắng vừa vừa. Đó, có nhiều lúc mẻ này, nhiều lúc mẻ khác. Tại vì kem trộn á là nó, cái chất kem nó không có cố định giống nhau một thứ một. Tại vì mỗi cái mẻ kem mấy em trộn nó khác nhau. Nhiều khi em can nó hơi cứng kem tí xíu, cái kem nó hơi đặc. Rồi nhiều khi cái kem nó hơi lỏng, hoặc là nhiều khi cái kem nó hơi sệt. Đó, tùy mấy chị ơi, chứ kem trộn mà nó đâu có cố định là giống một thứ hoài được. Nhiều khi can cái chất kem nó đâu có như một thứ hoài được mọi người. Kem trộn mà, còn không á, chị nào mà mình thích theo cái vừa ý của mấy chị thì mấy chị lấy nguyên liệu vậy mấy chị tự trộn. Đó, mấy chị lấy nguyên liệu vậy mấy chị thích trộn cái gì mấy chị trộn cái đó. Đơn giản thôi, còn kem trộn sẵn á là nó cố định là một cái công thức, nhưng mà nhiều khi em canh cái chất kem á, nhiều khi em canh nó hơi lỏng và hơi đặc một tí xíu, với lại nhiều lúc tùy theo ý khách nữa. Ví dụ như khách có lúc thì thích đặc, có lúc thì thích dừa. Nhiều lúc trời lạnh như thế này á, mà pha mà cứng ngắt là sao mà xài mấy chị. Đó, phải theo xu hướng của khách nữa. Khách thích làm sao thì em làm vậy mọi người ha. Còn mấy chị nhà mình mà muốn đặt theo ý thì mấy chị nói pha chị hơi đặc xíu, hoặc là pha chị thấm nhiều hơi lỏng một xíu thì em biết đường em pha cho mình. Chứ mình không nói thì em không biết đường mấy chị ơi. Cái này là xâm lụ nè, cái này UB nha mọi người. UB nó thơm quá nè. UB cái nền kem của nó màu trắng nè mọi người. Cái nền kem của nó màu trắng mà nó có bọt khí rất là nhiều. Kem này sức trắng lắm nè mọi người ơi. Sao em thấy rồi cái này nó dính cái nắp vô đây à. Sao em thấy cái nền kem của nó màu trắng mà nó nè. Cái nền kem của nó màu trắng mà nó có lỗ bọt khí quá trời luôn này mấy chị. Nè cái này xăm vàng, cái nền kem của nó màu vàng nè. Ai thích màu vàng thì lấy xăm vàng nhiều xíu. Xăm vàng xăm lụ nhiều xíu mấy chị. Đơn giản thôi mọi người. Còn cái này màu trắng nè. Thì mấy chị thích cái chất kem như thế nào thì em sẽ pha cho mình như thế đó. Còn kem mấy chị mua 200g thì nó ra 200g kem. Đơn giản thì thôi. Còn nhiều khi em vô tặng thêm cho mọi người thì nó ra hơi nhiều xíu. Nhiều khi cái mẻ kem nó còn dư em nhét cho mấy chị hết luôn đó, em tặng thêm. Cái xong tặng thêm cho mấy bả, bởi vì em không em bực cái vụ mà tặng thêm á. Tặng xong cái lần sau mua cái đòi y giống vậy. Ý giống vậy mọi người. Nhiều lúc á, là hàng hóa nó lên thì em tặng ít lại, còn với lúc mà hàng hóa nó rẻ thì em sẽ tặng nhiều cho mấy chị. Ví dụ như cái bình thường cái hũ 200g thì mấy chị mua 200g thì mấy chị căn đúng số gam 200g luôn giùm cho em.
ha, 200g giùm cho em luôn. Vỏ hộp là khoảng 220g, 230g. Còn em tặng thêm cho mấy chị thì nó ra 250, 260, 270 là tùy. Nhiều khi em vô tặng thêm cho mình 20g, 30g, 50g. Tùy theo hàng hóa nó lên xuống mọi người. Chứ lúc nào cũng bắt em tặng 5, 60g thì em đâu có lời đó mấy chị. Tùy lúc, lúc này gần Tết hàng hóa nó lên này mà em không có lên giá thì mấy chị cũng phải hiểu. Hàng hóa nó lên mọi người, tiền ship lên mà tiền hàng cũng lên. Chị em nào bán kem trộn nguyên liệu á thì mấy chị cũng biết là hàng nó lên rồi đó. Tết là mỗi lố nó lên mười mấy ngàn á mọi người. Mỗi cái nó lên mười mấy ngàn á chứ không rẻ đâu. Đó cho nên là nhiều lúc hàng rẻ thì em tặng nhiều, nhiều lúc hàng ít thì em tặng ít nha mọi người. Mà mấy chị mua là số gam của mình đúng số gam không thiếu là được. Mua đúng số gam không thiếu là được. Bên đây heo nó đang tháo nguyên liệu nè mọi người. Đó, xanh vàng đó cả nhà ha. Ai thích cái chất kem màu vàng thì mình chọn màu vàng, đổ mấy cái chất kem màu vàng trộn. Đơn giản vậy thôi mấy chị ơi. Cái này là cô tiên vàng. Đây là sầu 15g. Này là xanh vàng, cái này là vết hồng nha mấy chị ha, xanh vàng vết hồng đó, vết hồng chống nắng, xanh vàng dưỡng trắng chỉ nám đó, dưỡng trắng chỉ nám phục hồi da đó. Chị nào thích xài cái loại nào đó thì mình lấy cái loại đó. Còn em thì em sẽ trộn nhiều thành phần kem đó để cho nó đặc trị cho mấy chị, đủ thứ kem hết cho nó trắng, với lại nó điều trị đủ thứ hết cho mình. Chị nào thích xài cái nào xài cái đó. Ê, sao trộn cái thố này á, nhìn thấy cái kem nó nhiều mày. Kem cốt nó nhiều ghê á. Thôi bình thường mình dích trong cái thố kia mình thấy mình, kem cốt mình nhỏ quá, mình ém xuống nó phải đè xuống rồi. Bình thường em trộn trong mình cái thố nhỏ thì thấy cái kem nó ít mọi người. Sao bữa nay qua cái thố này á, thấy kem cốt nó nhiều quá trời luôn nè. Kem cốt nó nhiều dễ sợ. Cũng một công thức như nhau hả mấy chị, nhưng mà nhiều lúc á là can cái chất kem á, nhiều lúc can cái chất kem á mọi người. Nhiều khi cái tâm lý của em bị mấy chị chi phối á, nhiều lúc tâm lý của em bị mấy chị chi phối, như bằng thao túng tâm lý. Em bị mấy chị, nhiều lúc em bị mấy chị thao túng tâm lý, có nghĩa là nhiều khi á, em theo phản hồi của khách. Có nhiều lúc cái khách nói nè, chị ơi kem đợt này sao hơi đặc quá đó. Cái nhiều chị thì nói kem này xài im nè em ơi, thì cái lúc mà em pha vừa xài mà hơi lỏng thấm á, hơi sệt sệt chứ không phải là lỏng. Cốt thì nó không có lỏng mọi người, nó sệt sệt vừa xài á mọi người. Thế thì mấy chị nói là ok im, thì em sẽ đi theo cái hướng đó, cái em pha vừa xài đó, xốp vừa xài mà thấm. Cái đầu mấy người mà phái đặt người ta nói sao kem đợt này lỏng quá đó, khổ gì đó mấy bạn. Tới ngày bị mấy chị thao túng tâm lý riết muốn điên luôn á trời. Mấy bả thao túng tâm lý em quá trời luôn rồi người. Có nghĩa là em sẽ đi theo hướng của mấy chị á. Mấy chị giống như là mấy chị thích làm sao thì em sẽ đi theo hướng của mấy chị, thích chắc kem sao. Còn ví dụ như mình thích như thế nào, lúc mình đặt hàng á mình nói với em một tiếng để em biết đường em pha theo ý mấy chị. Chứ không thôi thì em sẽ pha theo xu hướng, em sẽ đa phần theo ý của mấy chị. Giống như là đa phần là mấy chị thích chắc kem thấm với lại vừa xài thì em sẽ đi theo hướng thấm vừa xài nha mọi người. Chắc kem đậm đặc mà thấm vừa xài, đặc vừa chứ không có đặc cứng. Đặc vừa xài ha mà nó xốp đó. Mấy chị phái cái hướng đó thì em sẽ đi theo cái hướng đó nha mọi người. Em sẽ đi theo cái hướng đó cho mấy chị.
này là AC Thái, AC AC Thái Ngọc Trai ha mấy chị ha. Cái này là cái gì? Cái này là sầu. Sầu này là sầu 15g. Nãy giờ không biết đang tính trộn cốt hay nãy là kêu tao trộn gì vip hả? Vip. Vip là cốt thái pha bạch ngọc liên đó mấy chị. Cốt thái, ê cái hũ này 1kg không ta, cái thớt này. Thớt này 1kg không mày? Trộn không biết chứ. Chưa có trộn là chưa biết luôn. Trộn sao biết? Sao hồi không đủ. Có thể là 1kg 2. Hơn có 1kg gửi luôn. Cách đo cái hũ kia của mình mà. Cái kia của mình mà được 6 công gian rồi. Mày gái Nhật thôi mấy chị. Dít kem, dít tốc độ, thằng tóc, thằng tóc, thằng tóc, thằng tóc. Này bụi. Mở tay quá ta. Mở tay. Nó hơi gì. Nó gấp đôi bình thường. Hồi lúc đó mình chọn mình dít nhiều quá nó quen rồi, cái mình dít ít rồi cái làm biến, giờ cái dít ít rồi cái dít nhiều rồi cũng làm biến. Ờ, làm biến thiệt luôn. Làm cái nào cái nó quen. Mai mốt mà dít hai thố này là được rồi đó. Thật sự luôn á, là mệt luôn á mọi người, coi nè. Thố cốt, thố vip. Cái này nó mỏi tay quá cả nhà ơi, dít nó mỏi tay quá. Rồi xong rồi cả nhà ơi, em chuyển qua cho heo dít phụ đi, em đánh cho mấy chị xem. Cái vụ đó nữa, ăn chọn này luôn á. Bây giờ em chọn heo nó dít hết hai cái này nè, hết hai cái. Thôi tôi là biết rồi. Dít hai cái này xong rồi cái đánh lên bỏ bên lần nha mọi người, bắt đầu em sẽ đánh lên nha. Cũng được cả nhà ơi, cũng im nha, cái thố này trộn cũng im nha mọi người. Cũng hân đến nỗi là nó sẽ nhăn quá nha mọi người. Cái này là em mua cái gì cả nhà biết không? Cái này là em mua cháo á, của thằng bé dưới quê nó mua cháo nó ăn rồi có cái thố này em thấy thì em lụm nè. Lụm lên em trộn, người ta tặng cái thố nè, mua cháo tặng cái thố cả nhà. Mấy bạn nghe cái gì mấy bạn đi mua cháo. Cái này mua cháo ăn liền á mọi người. Cái nó cho bịch á, nó bỏ vô đó cho nó gọn á, lụm cho nó gọn á. Bán cái qua cho heo nó giúp nè mọi người ơi, cái tay em nó bị chật á, nó đau quá mấy chị, mấy hôm nay cái tay nó bị chật nó đau quá. Tự nhiên cái em trộn kem nhiều quá cái nó bị chật cái tay luôn á mọi người. Rồi làm xong nó dính đây, nhưng mà nó có cái thành trên đây nè mẹ ơi, nó dính kem trên đây nè. Nó có cái thành. Cái nó thành nó có cái xíu xíu này nó thịt không mình. Ok rồi. Nó hồng đỏ cái gì anh nhỉ? Vậy thôi. Bắt nhóc rồi anh. Đó. Đó. Giờ cái này sẽ canh dễ canh. Canh sao ta? Tôi chưa từ từ mấy chị, để em suy nghĩ canh này sao mọi người. Cái này em sẽ bỏ hết cái ao tim này đi mọi người ơi.
có hết cao tin rồi nha. Đừng xin cũng không được, xin gì? Không xin gì xin gì đâu? Thì chú lấy á. Xàm nó lăn lên nó xàm. Tự nhiên cái đừng xin kia nó lấy giùm mà nó xin. Thì tao kêu mày lấy ra được không? Sao luôn kìa. Tao thích kêu mày lấy cái mới được không? Mắt công trường. Lười, mặt mày lười tao biết à. Nhức cái lưng quá mẹ ơi, sao cái lưng tao đau quá. Ê tao đi siêu thị không em? Siêu thị gì? Siêu thị gần đây nè. Đi đi. Có đồ á. Đồ dùng sai mày. Tới rồi. Mà đi Big Food đi. Big Food có xanh không có gì ăn hẹn chứ. Có xanh ở đâu? Có xanh đó. Đằng đấy hả? Cái bên đây hả? Cháu đi Food mua bơm đồ ăn. Chỗ đó mới có bán đó, còn đằng kia không có bán. Cái mua kia mà. Đi gì đi bên đây. Cháu đi cho nó mát. Nè con kia gọi xíu đi. Rồi tới gì nữa ta? Bạch Ngọc Liên hết cả nhà nha. Mấy chị đợi em khui Bạch Ngọc Liên mới nha mọi người. Đã quên đánh khúc cái nó ồn cái nhức đầu luôn. Cái máy nó kêu lớn dễ sợ luôn. Khai trương cái loại mới nè. Ừ, năm mới khai trương cái thố mới nha mọi người. Bạch Ngọc Liên á, thì em sẽ sử dụng không tới một hộp mọi người ơi. À, có nghĩa là sẽ Bạch Ngọc Liên cái lô đợt này nó hơi lỏng mấy chị. Cái lô đợt này nó hơi lỏng nè. Bạch Ngọc Liên nhầm lô nó đặc, nhầm lô nó lỏng mấy bà ơi, chứ không phải là cái nào cũng vậy. Nhầm lô á, công ty nó làm á, cũng lấy của công ty không á, chứ không có lấy ở đâu hết trơn á mấy chị. Mà nó thơm nha mấy chị, để ý cái lô nào mà nó lỏng á nó sẽ thơm nhiều hơn nha mấy chị. Nó sẽ thơm nhiều hơn mấy cái lô đặc. Mà cái này á thì em sẽ không có sử dụng hết hủ Bạch Ngọc Liên hết, không ta thôi chừa lại một miếng nha. Em sẽ không có sử dụng hết Bạch Ngọc Liên nha mọi người. Có nghĩa là em sẽ chừa lại một phần hai hủ mọi người. Tại vì á cả nhà biết không, trời lạnh á mà mình sử dụng Bạch Ngọc Liên nhiều quá cả nhà. Sử dụng Bạch Ngọc Liên nhiều quá nó dễ khô da. Nên là em sẽ sử dụng Bạch Ngọc Liên ít lại một tí xíu. Với lại cho nó đỡ khô da mấy chị ha. Đỡ khô da. Đó. Cho nó đỡ khô da nha mọi người. Với lại tùy theo da nữa. Rồi bây giờ sao nữa ta? Bây giờ sẽ bỏ đánh lên. Bây giờ em sẽ đánh cái này, em sẽ bỏ tiếp. Em sẽ bỏ tiếp dưỡng vô ha mấy chị ha. Nhức cái tay quá mấy chị ơi. Đánh cái này sao nó nhức cái tay quá ta. Đánh cái máy này nó nặng, nó nhức cái tay quá mọi người. Cho một ít sắc hương vô. Ít thôi. Cho cái kích vô. Mình nhắc gì ạ? Kích thử thăm của Thái nha. Hả? Nhức cái tay quá mấy chị ơi. Đánh cái này sao nó nhức cái tay quá ta. Đánh cái máy này nó nặng, nó nhức cái tay quá mọi người. Cho một ít sắc hương vô. Ít thôi. Cho cái kích vô. Mình nhắc gì ạ? Kích thử thăm của Thái nha. Hả? Trời nhìn chè. Nhìn heo chè thấy hẹo nó đỏ này kia. Rồi xong rồi cái bỏ cái gì cả nhà? Bỏ chứ cái suy gân. Hết rồi chứ khi gân nào còn. Suy gân xăm. Suy gân xăm đợt này cái chất của nó hơi ngà ngà mà chất nó đậm đặc, nó thơm mùi xăm. Nó đặc nhiều hơn. Chắc nó bỏ chất xăm nhiều á. Nó đậm đặc nhiều hơn mấy chị. Rồi bây giờ em sẽ cho viên dầu vô. Viên Mega. Mega Anano. Mega Anano.
Bỏ cái viên này nhiều một xíu cho mấy chị xài cho nó đỡ khô da mấy chị nè. Mega Anano. Cái viên này là nó mắc tiền nhất trong tất cả những cái dòng viên dầu á mấy chị. Mấy cái viên dầu kia là mỗi viên chỉ có 1.000 đồng, 500 đồng. Mà cái viên này là tới 5.000 một viên là. Nó chọn cao cấp giống gì mà bà còn chê nữa thì thôi luôn là em bó tay. Thua luôn mấy chị ơi. Thua luôn nha mọi người. Mày nhìn giống chè thập cẩm xương xa hạt lụ xương xáo xương xa xương xa xương xăm hạt lụ nè. Có ai ăn chè không? Chè đi. Chè đây mọi người ơi. Rồi bây giờ em sẽ đánh cái này lên nha. Mấy chị đợi em đánh cái máy đánh nó ồn quá mọi người. Đây là mấy chị đợi em đánh rồi em sẽ quay tiếp cho mấy chị xem nha. Đánh cái này hơi bị nhức tay nha mấy chị. Mỏi tay quá mọi người ơi. Mỏi tay quá. Nó nhiều đánh mỏi tay quá mấy chị ơi. Mấy chị ơi. Mấy chị ơi. Sao năm nay bán chậm hơn mỗi năm quá mấy chị ơi. Năm nay thấy bán chậm hơn mỗi năm quá mọi người. Không biết mấy chị buôn bán kinh doanh mấy cái khác không biết sao chứ em thấy kinh doanh cái gì và nó cũng chậm hết trơn. Hôm nay nó rất là chậm luôn. Không biết có ảnh hưởng do bên tình hình dịch bên Trung Quốc không. Bên đó đang dịch lại mọi người, như nó dịch lại rồi không biết sao. Năm tới không biết bạn ăn sao luôn á mấy chị. Năm tới không biết bạn ăn sao đây nè. Gầu quá trời quá đất luôn mọi người ơi. Rồi xong rồi, bỏ dưỡng vô, bỏ dưỡng vô cam chắc kem nữa là xong á mấy chị. Tay nó đau quá trời mấy chị ơi. Giờ mấy chị bỏ dưỡng vô cam chắc kem giùm em nữa là xong nha mọi người. Để em cam chắc kem mấy chị ơi. Hôm nay cái thuốc này thuốc mới trộn mẻ mới nè, không biết sao để em cam cho nó chuẩn chính xác rồi mọi người ơi. Cái thuốc này là ra được á là hơn 1 ký á mấy chị, cái này chắc ra được hơn 1 ký á, em nghĩ là sẽ ra được hơn 1 ký nha mọi người. Hơn 1 ký cả nhà ơi. Chị ơi, mấy chị đợi em đánh đi rồi này là mấy chị bỏ dưỡng vô. Cái công đoạn cuối cùng này á, là mấy chị bỏ vô, dưỡng vô từ từ giùm cho em là được nha mọi người. Cứ bỏ dưỡng vô từ từ rồi đánh lên giùm cho em là được đó. Rồi mình có chất kem mình thích đặt lỏng gì đó thì mình sử dụng là được. Mình ngưng, ha, mình thích đặt thì mình để giống gì. Còn mình thích lỏng sệt một xíu thì mấy chị cứ thêm dưỡng vô cái ít cho em là được nha cả nhà nha. Đó, cái chất kem này cả nhà cứ cái ít. Sao mỗi lần trộn kem nó nhiều á, là nhìn cái chất kem nó khác sao thôi. Nào chị nhìn nè. Những cái chất kem nó khác là sao á mấy chị, em cũng không biết nữa. Mấy chị để cho em cam chất kem cho nó ok nha mọi người. Tại bữa nay qua cái thấu mới này trộn nè. Phải trộn chất kem cho nó ok là được. Mấy chị cứ thêm dưỡng qua vô cho em từ từ lần ít là được. Rồi xong cả nhà nha. Này tắt like xong bắt đầu mấy chị nhắn tin quá trời luôn nè cả nhà ơi. Mấy chị nhắn tin quá trời quá đất để em trả lời nhắn của mấy chị tư vấn chốt đơn tí xíu nha. Rồi bắt đầu em sẽ trộn kem. Cái này là mấy chị cứ thêm dưỡng vô cho em lần một ít nè. Mình cam mình thấy chắc kem mình cảm thấy thích ưng là mình ngưng là được ha mọi người. Đó, cứ cam cho em nha. Cứ cam từ từ cho em đi. Cứ cam từ cho em là lần ít là được cả nhà. Cái tay nó chặt quá, vừa quay vừa đánh cái máy á mọi người, nó đau, nó nhức cái tay quá cả nhà ơi. Rồi ha, em tắt clip nha cả nhà. Mai em quay tiếp nữa cho mấy chị xem.
để em coi chắc kem thối này có nó làm sao.